Ờ, những cái lớp học trước đây mà cô hướng dẫn ấy, là cô thường hay nói với các bạn là mỗi một cái can nước khi các bạn lấy nước tinh khiết vào cái một cái can các bạn để trên bàn cho cả nhà mình dùng ấy thì các bạn là người đã học diện trần thì các bạn hãy đặt hai bàn tay của mình vào cái can nước ấy và các bạn hãy niệm 2660 và xin cho cả gia đình nhà mình uống cái can nước này để được cái gì? trước đây ví dụ như uh, những lớp trực tiếp trước đây cô uh, muốn cho các các bạn ấy hiểu được là cái năng lượng của diện trần nó mạnh như thế nào cái hiệu ừ. ứng của diện trần nó mạnh như thế nào mà cô vẫn có vẫn thường phải giải thích với các bạn học viên ừ. diện trần học trực tiếp với cô là các bạn ấy thường thắc mắc là tại sao lại có thể tại sao lại có thể như thế tại sao lại có thể thế nọ tại sao có thể thế kia thì cô thường cô thường uh, giải thích với các bạn ấy rằng cái năng lượng diện trần nó giống như uh, giống như sóng của uh, các, các 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 phương tiện khác ví dụ như uh, viettel mobile uh, vina vân 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 tất cả những cái sóng của các bạn đang được cảm nhận để các bạn nói chuyện được uh, với tất cả những người ở cách xa mình hàng ngàn cây số rồi uh, ra đến tận cả thế giới các bạn vẫn có thể nói chuyện được những cái sóng nó mạnh tới như thế thì bây giờ sóng của diện trần cũng đạt được đến mức như thế. Cho nên à, cái năng lượng từ thầy tổ đã à, cho chúng ta à, một cái sóng mà thể hiện qua cái pháp đồ 2660 Cho nên khi mà cô thực hiện là cái 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 à, năng lượng của diện trần cho tất cả các lớp học trực tiếp ở, à, ở các tỉnh cũng như ở hải phòng à, một cái à, một, một, một cái 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 uh, thực hiện một cái uh, niệm công uh, vào nước của 2660 để cho các bạn từ cái chỗ mà các bạn ấy uh, chưa chưa sử dụng cái nước đã được niệm công chưa sử dụng nước đã được niệm công thì các bạn ấy không nâng được nhau lên nhưng khi cùng nhau niệm công 2660 vào cái ly nước của mỗi người cầm ở tay và các bạn ấy uống ly nước đó thì các bạn ấy đã nâng được nhau lên một cách nhẹ nhàng như không thì cái lớp diện trần online là cô thấy là đây cũng là một cái mà mình chưa thực hiện được ừ, cái thực tế với các bạn có thể với một lúc nào đó ở văn phòng của diện trần online sẽ thử thử nghiệm và làm cái niệm công này để ghi lại cho các bạn thấy để các bạn thấy được cái năng lượng của diện trần nó lớn mạnh như thế nào và cô nói chuyện này cũng chính là để cho các bạn à, hãy thực hiện thêm à, những cái lớp học trước đây mà cô hướng dẫn ấy, là cô thường hay nói với các bạn là mỗi một cái can nước khi các bạn lấy nước tinh khiết vào cái một cái can các bạn để trên bàn cho cả nhà mình dùng ấy thì các bạn là người đã học diện trần thì các bạn hãy đặt hai bàn tay của mình vào cái can nước ấy và các bạn hãy niệm 2660 và xin cho cả gia đình nhà mình uống cái can nước này để được cái gì? Các bạn hãy làm đi. Ví dụ như uh, trong người uh, các bạn hay là người nhà của mình uh, đang có một cái bệnh lý gì đó. Các bạn hãy niệm vào cái can nước đấy và các bạn xin là cho con được uống can nước này, uống cái cốc nước này để con có thể là cân bằng lại được cơ thể về vấn đề gì. Con có thể khỏi được bệnh gì. Các bạn hãy thử. Các con sẽ thể con được giảm đau ở đâu. Các bạn hãy thực nghiệm nha. Các bạn hãy thực nghiệm để các bạn thấy được rằng cái năng lượng của diện trần khi đi vào với các bạn nó lớn mạnh như thế nào. Chưa nói đến việc là tại sao uh, thầy uh, thầy thầy đưa ra những cái thẻ những cái thẻ 2660 uh, và những cái thẻ uh, để chúng ta có thể uh, đem về chúng ta thực hiện để chúng ta uh, sử dụng trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho mình cũng như những người trong nhà như thế nào về trong mỗi cái thẻ thầy đều có hướng dẫn là cái này thuộc âm hay cái này thuộc dương thì những cái đó đều có thể chúng ta đều có thể sử dụng và và thực hiện được à, cô nhớ cái năm 2019 tháng 6 năm 2019 là cô cùng mấy thầy tổ đi một chuyến công tác sang châu âu thì khi mà đi sang đến đức khi đi sang đến đức thì gặp mà con của bạn Thanh ở Berlin, bạn ấy có đưa con bạn ấy đến và con bạn ấy là bị dị ứng toàn thân nổi mẩn ngứa và đã đem đi chữa nhiều thầy nhưng mà vẫn chưa đạt yêu cầu Thế thì con đem đến bảo cô rằng trường hợp này cô có thể giúp được cho con em không? Thì cô nói ngay là toàn thân như này em lấy một can nước lên đây, cô sẽ niệm công vào đây và cho bé vừa tắm và vừa uống. Thế thì mang căn nước lên và cô niệm công ngay ngày đầu tiên buổi sáng hôm đấy niệm công xong và cho bé uống cái cốc nước xong. Còn lại thì cho bé đi tắm luôn bằng cái căn cá nước đấy. Và đến chiều tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên là tất cả những cái toàn thân của bé đang là nổi đỏ rừng lên. Thì bây giờ nó đã bắt đầu chuyển sang thông nó không đỏ nữa. Nó 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 giảm ngay lập tức và bé cảm thấy giảm ngứa. Giảm ngứa tới 50%. Ngay một cái ngày đầu tiên đấy. Cho nên là đấy là một cái sức mạnh rất là lớn. Cái cái truyền truyền cho mọi người một cái niềm tin thực tế rất là rõ ràng để mọi người hiểu được là cái năng lượng của diện trần nó mạnh tới mức nào. Không thua gì Mobile, không thua gì Viettel các bạn nhé, nó truyền sóng trên không trung này, này. sóng được truyền trên không trung này, và nhất là bây giờ quá nhiều cộng đồng chúng ta biết đến diện trần, thì cái sóng này nó càng lớn mạnh. vì khi các bạn biết đến diện trần là các bạn đến hiểu được và các bạn cảm nhận được và các bạn đi biết đến sự yêu thương, các bạn biết đến sự chia sẻ và nhiều nhiều hơn nữa trong đó thì tất cả những cái đó nó sẽ cho chúng ta một một cái sóng mạnh 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 vô cùng và mỗi một cái tình yêu thương mỗi một cái cảm nhận tốt mỗi một cái chia sẻ lành của các bạn là mỗi một cái niềm vui cũng như ngày hôm nay cô thấy tất cả đội ngũ các bạn chia sẻ với nhau những cái cảm hứng những cái niềm vui khi các bạn được học diện trần khi các bạn được cô Thảo truyền cảm hứng cho mình như thế nào và các bạn cảm nhận được tất cả những cái gì như đến với mình và đã giúp cho mình được thay đổi thay đổi như thế thì chỉ cần những cái cảm nhận như thế thôi, và chỉ cần những cái điều tốt lành như thế thôi nó đã cho các bạn sản sinh cơ thể các bạn sản sinh ra một lượng tế bào mà tế bào ấy là lượng tế bào mới và là lượng tế bào tốt và đấy chính là lượng tế bào chữa lành cho cơ thể các bạn rất rất nhiều cho nên à, mỗi một người chúng ta luôn luôn nên có những cái suy nghĩ những cái cảm nhận mà vui và tốt lành và đem đến cho mọi người uh, nhiều điều tốt lành bao nhiêu thì cơ thể các bạn được cả được được nhận được nhận nhiều tế bào mới, được nhận nhiều tế bào tốt đấy nhỉ? Còn một khi mà trong trong chúng ta chỉ cần có những cái suy nghĩ uh, không tốt, không lành mạnh, thì cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra những tế bào xấu. Mà những tế bào xấu này là những tế bào tích cóp lại và sinh bệnh cho các bạn. thì đây là một cái điều uh, cô muốn mở thêm để cho các bạn hiểu được là tại sao từ khi các bạn đến với diện trầm các bạn cảm nhận từ diện trần mà các bạn lại, lại được nhiều lợi ích đến như thế mà các bạn lại thấy rằng các bạn à, không những là sử dụng các thuật của diện trần những kỹ thuật của diện trần để các bạn à, tự sản sinh ra à, năng lượng cũng như sản sinh ra à, nhiều điều tốt lành cho bản thân mà ở đây nó còn ngay từ ý nghĩ ngay từ việc làm của các bạn đã cho các bạn những cái những cái sản sinh ra những cái tế bào tốt những tế bào lành các bạn nhé thì đấy là một cái đầu tiên mà hôm nay cô muốn nói với các bạn